Anh ngu chưa? Chưa, anh chưa muốn ngu. Vì anh chỉ thích nhìn em ngu thôi. Vì khi em ngu, em rất xinh đẹp. Ngu, ngủ. Anh ơi, anh ngủ chưa? Chưa, anh chưa muốn ngủ. Anh chỉ thích nhìn em ngủ thôi. Vì khi em ngủ, em rất xinh đẹp. Tại sao em không yêu anh nữa? Chỉ vì anh rất bẩn, thối. Hả? Bẩn, bận, thối, thôi. Tại sao em không yêu anh nữa? Chỉ vì anh rất bận thôi. Mẹ ơi, mẹ đi chơi với ai? Ai nữa? Bồ của con. Hả? Bồ của con? Bố. Bồ. Mẹ ơi, mẹ đi chơi với ai? Ai nữa? Bố của con. Anh ơi, làm sao để chơi game tốt? Em phải khốn. Em khốn rồi, nhưng phải khốn hơn. Hả? Khốn. Khôn. Anh ơi, làm sao để chơi game tốt? Em phải khôn. Em khôn rồi, nhưng phải khôn hơn. Khi có thời gian, anh thích làm gì? Anh sữa chua. Ăn sữa chua. Không, sữa chua, đồ điên. Sữa chua, sửa chữa, đồ điên, đồ điện. Khi có thời gian, anh thích làm gì? Anh sửa chữa. Sửa chữa đồ điện. Thank you so much for watching the video and please share the videos if you find it interesting. See you in the next video. Thank you.